đi qua vô con, đừng đi nè, qua vô mẹ lấy xe chở cho đi nhanh. Cậu ba kêu kìa, lẹ lên đem xe vô nhanh lên. Cậu ba nó trễ là không có đi á, đi lẹ lên vô. Nay mẹ chở đi xa, đi tên cầu Cái Sơn luôn. Tên Nhân Thạnh luôn. Đi không? Dạ đi. Đi coi có cái bánh bao hình con mèo không, mua cho muội với anh hai. Cậu ba đăng ký bánh bèo con mèo không? Có. Có, cậu ba có muội. Lẹ lên. Vô hỏi anh hai có ăn bánh bao con mèo không, muội đi mua cho anh hai nè. Lẹ lên, lẹ lên. Hả? Mụi nói lại lần nữa mày nghe, mày nghe không rõ. Mụi đi mình đi. Dạ. Anh nói chứ cất xe đi con, lẹ lên để tối. Nhanh lên đi. Hỏi anh hai coi anh hai ăn không? Đi. Đó, 4 giờ rồi. 4:30 rồi không, trễ lắm. 4:30 luôn rồi đó. Đi. Đi đi đi. Anh hai. Anh hai ăn không? Ăn hả? Anh hai chỉ à? Anh hai ăn, anh hai ăn, anh hai ăn mấy cái? Mẹ mua cho anh hai cái một cam giống giống cái áo anh hai. Hai hay ba? Mấy? Ba. Hai cái hay ba cái? Anh hai ăn ba cái rồi hả? Thôi đi nha, bye bye. Thôi cho ngoại mình nước bé nữa. Đâu? Ngoại đâu? Thôi, mùi dẫn xe, mùi tội tội nghiệp, mùi thì dẫn xe kìa con ba. Ngoại dẫn mà mùi hết hồn vậy. Con ba dẫn luôn đi. Ủa cái nón bảo hiểm mẹ đâu mùi? À teo xe hả? Teo xe, cậu ba dẫn giùm nè. Đi. Dẫn ra ngoài luôn hả cậu ba? Tại mỗi cấp cái bình nước ở nhà đi. Đi chơi cũng xách bình nước theo nữa. Đi thôi, bỏ mỗi nhà nha. Đâu rồi, mỗi đâu rồi. Vô đây chơi hả, cởi thiên nga cái đi con. Lắc lắc đã hả dạ. Lên cởi thiên nga cái đi. Cởi máy bay cũng được. Người chỗ này có đồ chơi mới đã ha. Còn bạn thấy Nga nữa kìa. Đi cái chút xíu thôi. Để trường học ta đóng cửa giờ. Ôi mới cỡ Thiên Nga luôn. Đã ha. Trượt cậu trượt không? Trượt ở bên kia đi con. Mụi ơi, mụi trượt bên này nè. Qua bên ống trượt, bên này nó bị bể trượt. Đã ta. Chung ra luôn hả? Rồi trượt bên kia đi. Không, bên kia nó bị ấy rồi. Đây xuống. Rồi. Đã. Rồi trượt cái nữa thôi nha. Đây nè, đây nè. Ôi, dữ dàng. Vui quá ha. Thích không, thích không? Qua cỡ thiên nga nữa đi. Cái nào cỡ thì nghe hay lấy máy bay? Cỡ thì nghe đi, cỡ thì nghe đi. Lấy máy bay cũng được. Thầy thích gì đấy đó hả? Lắc lắc vậy hả? Đã ha. 5 phút rồi về nha. Trời ơi, bông đẹp quá chừng luôn rồi mùi. Hình như mấy bạn dễ tên rồi mùi ơi. Mấy bạn dễ hết rồi. Mình về luôn hả? Cởi máy bay cái nữa thì về. Dạ. Bên kia có chiếc ghe, có thuyền rồng bên kia nữa kìa mùi. Không, bên kia kìa. Mình chơi nhiều quá, mùi mê quá.
Đây có chiếc xuồng ba lá nè. Cô trượt ở nhà banh nhỏ xíu mà trượt được hả? Trượt cái nữa rồi. Này chắc cho mấy em à lớp gì ta? Ơi lớp lớp nhà trẻ đi thuyền lộng không? Tự nhiên khoái cầu trường nhỏ xíu này quá hả? Đẹp quá ha mùi. Thuyền gồng nè, thuyền gồng hai cái luôn. Hồi nãy ở bên kia có một cái, này có một cái nè. Rồi đóng cửa rồi, cửa đóng rồi, không lên được. Đi thuyền gồng đi. Đi thuyền gồng đi rồi về. Cái gì đấy? Bật bên chứ gì. Mà không có ai ngồi hết. Có một mình hả? Sao bật bên? Cái gì nữa kìa? Nào. Đó chứ không có đồ chơi mọi ơi. Đây đi. Vườn cổ tích. Quá ha, có cái cầu vồng đẹp quá mọi. Vườn cổ tích, có nàng Bạch Tuyết nữa kìa mọi thấy không? Ừ. Con gì mọi? Con cá gì mọi? Con cá heo. Bên kia có tắm nó cám nữa nè. Thấy không? Này cô tắm đang cho cá bóng ăn kìa. Thấy không? Dạ thấy. À, khu vườn cổ tích mà. Thôi đi về thôi. Mẹ mặc áo gì? Cá mặc áo. Áo xanh lá. Đúng rồi. Rồi, mọi ra khỏi vườn cổ tích rồi. Trượt nữa hả khoái gì vậy? Trượt. Rồi đi về, đi ra về. Không còn ai hết. Các bạn về hết rồi. Đi. Qua bên kia chơi xíu nữa đi. Qua bên nào? Muốn chơi xíu nữa mới về. Ủi khoái. Ủi khoái cái này à. Mọi chơi được 5 phút rồi, mọi về mọi họ chung ra vậy hả? Rồi còn gì chưa đi không? Thế nào? Đây có tập leo núi. Leo lưới. Con gì mọi? Thu gấu cỏ với con ngựa vàng phải không? Ngựa vàng với hươu cao cổ. Có nhà chòi kia. Có đường ống vung vô nữa nè mùi. Ê, lọt không? Mùi lớn quá chứ không lọt rồi đó. Mùi bự quá không lọt. Mùi bự rồi. Ừ. Rồi mùi vô nhà chòi rồi. Ok đi về thôi. Về thôi. Mùi khám phá đủ hết rồi. Giờ mùi về thôi. Trong nhà ra lắc lắc một cái nữa rồi về nha. Anh chào hai đôi bộ. Có bóng gỗ nữa kìa mùi thấy không? Có hai cái bóng gỗ nữa mà không có tay bóng để thấy. Thấy không? Chơi bóng gỗ. Mùi làm tay bóng luôn hả mùi? Thôi ra. Dìa mùi đòi dìa các bạn ơi. Vậy yeah, thôi, tạm biệt tường ấy con. Tạm biệt tường mầm non xa lạ nha. Tạm biệt tường mầm non xa lạ nha. Vô mà chơi chút xíu rồi mới về. Mọi ơi, mọi nói hồi nãy mọi nói mọi đi mua gì cho anh hai quên rồi. Bánh bao. Bánh bao cho anh hai với cậu ba mà sao? Đóng cửa rồi. Mà tiệm bánh bao đóng cửa rồi các bạn ơi. Tiệm bánh bao đóng cửa cho nên mọi không mua được. Bây giờ mình sẽ đi về luôn ha. Hay là mình ghé mình mua bánh bao bình thường cho anh hai. Đó lẽ là mua bánh bao hình con mèo. Nhưng mà bánh bao hình con mèo đóng cửa rồi. Cho nên mình sẽ mua bánh bao. Bánh bao trứng cút cho anh hai nha. Dạ cho cả nhà bất ngờ. Cho cả nhà hết hồn chơi nha. Dạ. Rồi đi về các bạn ơi. Bánh trống bùm 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 bùm. Đi về thôi.
Mũi mối gì vậy? Cái gì vậy mọi? Đây nè, bánh đây nè. Bánh xà lách nhỏ xíu kìa. Phải không? Ừ, lấy đi. Lấy mỗi một loại một bịch. Thôi cầm giùm con, hồi con... Ê, lụm lên. Hồi để đó, hồi tính tiền luôn. Đây. Rồi lấy mấy bịch snack đi. 1. Con bỏ xuống ghế đó, cầm không hết, bỏ xuống ghế. Đủ chưa? Đủ mấy loại chưa? Đủ chưa? Tới không? Để đánh hành nữa kìa, để qua đây nè, hồi ông tính tiền cho. Đó, để đó. Ừ, để đó đi rồi ông tính tiền cho. Rồi lấy nữa đi. Lại lấy bịch nào lấy nữa đi. Mẹ lấy cho. Rồi, đó, đủ rồi ha. Rồi, dạ. Đây, bỏ vô. 2. Thì viết 4. 6. 7. Rồi, cái hộp gì đó, hồi nãy cái hộp. Rồi. Rồi, mua cái viết nữa hả? Mua viết nữa hả? Ừ, viết là về đi học. Viết về nhớ học tiếng Anh cho giỏi nghe chưa? Rồi, đi về thôi. Ở trên Nhân Thạnh chứ. Nè muội, trời ơi, muội tranh thủ muội uống trà sữa, nhanh lên đi vô. Đem bánh bao vô cho anh hai. Chiều nay muội đi chơi một vòng quá trời quá đất. Mua được gì muội? Nè, xếp bánh bao vô cho anh hai. Ừ, ăn tân châu quá phải không? Không phải tân châu à. À, ăn cái cọng gì á phải không? Không phải ăn cọng gì luôn. Cái thạch nè. Đúng rồi. Xếp bánh bao vô cho anh hai đi. Con mở lên được không? Ừ. Mua được bánh bao với bịch gì muội? Cái snack mini nhỏ xíu nữa phải không? Rồi anh hai đang làm gì? Anh hai đang làm gì vậy? Bánh bao của anh hai nè. Ăn không mày lấy cho. Đây đâu muội, đâu rồi muội? Vô cái muội đâu mất tiêu à. Nè muội ơi. Dạ. Nè cho anh hai nè, anh hai ten đó, anh hai cầm bánh bao đi. À, đưa vô ngoài đúng anh hai ăn. Ngoài lấy cho anh hai ăn. Đâu rồi muội? Đâu mất tích rồi? Mua cho ngoại hai cái nem bưởi. Mũi đâu? Không có bánh bao. Mũi đâu? Đây rồi, dám chạy trốn mẹ hả? Bánh bao. Ừ. Bánh bao. Gọi tách tà sữa vô đây. Mũi bao. Mũi ghé mũi mua tà sữa bạn Kỳ Thư. Cái mũi hỏi, ủa sao giờ này Kỳ Thư còn ở nhà vậy ta? Cái một thứ năm mới học mà. Cái nó hỏi mẹ Kỳ Thư, ủa bữa nay thứ mấy dạ? Ủa bữa nay thứ năm. Lật đật thay đồ đi học liền nha muội. Nhờ muội mà Kỳ Thư mới không mất bữa học á. Đó. Trời ơi. Thèm đi khát nước quá con. Anh hai kìa. Chút xíu nữa bánh bao rồi. Muội còn cái đem xuống cho ai muội? Còn ai dặn nữa? Hồi nãy ai dặn bánh bao? Cho bà ngoại. Thôi, cho bà ngoại. Cho bà ngoại hai cái nem đó. Con này cho ai? Cho mẹ. Ôi mừng quá, cảm ơn muội nha. Muội lấy bánh snack mini ra coi con. Hồi nãy mua mấy loại? Không, bỏ xuống đây nè, bỏ anh đến không thấy đâu. Trời ơi, snack nhỏ xíu à. Này là cái gì muội? Muội xè bàn tay muội ra đi, snack nhỏ xíu tầm trong lòng bàn tay của muội. Cái này là bắp ngọt. Giờ mình sẽ chờ mai nhé. Lên. Mày gáp hả? Không. Mẹ nhờ giá bữa. Mẹ bấm đùm lum. Mẹ là người gáp đi. Người gáp phải không? Gáp này.
Gấp con cua. Gì? Bấm. Bấm tùm lum. Đây, giờ tới đây gấp. Rồi, được sờ nách gấp nè. Gấp này sờ nách cua. Rồi, ra. Được rồi, được sờ nách cua nha. Thôi, bye bye các bạn. Mà Mụi ơi, quan trọng là bữa nay Mụi đi chơi ở đâu, rất là vui, rất là thích luôn. Trường mầm non. À, Mụi hôm nay Mụi ghét trường mầm non mà nhiều đồ chơi ơi là nhiều luôn. Trường mầm non nhưng mà không phải trường mầm non của Mụi, này là trường mầm non nha. Trường mầm non lạ. Mụi đi mua bánh bao mà không có bánh bao, Mụi ghét mầm non Mụi chơi luôn. Mẹ. Sao? Được xin nách cô rồi. Ờ, được xin nách cô rồi, bây giờ mẹ bấm xuống. Xuống, gấp lên. Sờ nách thành. Rồi bỏ ra. Rồi được bịch sờ nách thành luôn. Dạ bộ cái máy nó bị hư nha. Rồi máy bị hư gấp hết ra ngoài luôn. Đã quá rồi. Rồi lấy hết. Được mấy bịch sờ nách nhỏ Mụi? Mấy loại? 4 loại, 5 loại, 6 loại, 7 loại. Anh Hai xin kìa, cho anh Hai bịch. Hai. Cho anh Hai bịch. Bịch nào? Em sẽ lựa cho anh Hai. Một bịch thiệt là ngon hay là dở? Một bịch thiệt là dở. À, cho hết luôn hả? Cho anh Hai hết luôn hả Mụi? Mụi đi không, cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hai, để cỡ cảm ơn. Anh Hai còn bỏ bánh ở đây nè. Để ăn chứ sao mà. Chúc anh Hai ăn nha. Bao của Hai.